thái thì mình sẽ sử dụng màu chỉ màu tím này nhá. Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại channel review trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một cái sản phẩm, nó chính là một cái máy nạo, một cái dụng cụ nạo hoa quả nha mọi người. Đây là cái sản phẩm mình đang cầm trên tay đây, nó chính là cái dụng cụ nạo hoa quả nha. Cái này thì mình kiểu trước giờ mình thấy cái nạo rau củ quả nó phổ biến hơn là cái nạo rau củ này ấy. Đây kiểu như mới thấy luôn ý. Đây nha, cái sản phẩm này thì nó được làm bằng sắt mọi người ạ. Cái sản phẩm này nó được làm phần sắt và nó kiểu như nó được chia làm hai phần nha. Phần trên là phần nhựa, là cái phần cán tay cầm, còn phần dưới là phần sắt. Đây mình sẽ cầm như thế này, mình nạo cái phần củ quả đây. Và mình đã tô màu xong cho bức tranh vì cô gái có phong cách thời trang rất đẹp phải không nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video tô màu cho bức tranh của mình. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi những video này của mình. Đây nha mọi người, kiểu như cái này nó bằng sắt, bằng nhôm ấy. Xung quanh của nó thì nó sẽ có những cái lỗ như thế này để mọi người nặn nha. Giá thành của nó ở trên Shopee thì giá của nó sẽ là khoảng 10.000 mọi người ạ. Đây, rất là xinh luôn nha, một cái nạo hoa quả rất là dễ thương, đáng yêu. Và dưới cùng với chả mèo màu đây, chả mèo đây. Mèo 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 mèo, sẽ lại tâm trí rồi đâu. Mèo 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 mèo. Nhưng mèo con tâm nước trong cô của mình nhà. Cái này thì mọi người sẽ, nếu mà mọi người muốn lựa màu khác ấy, thì nó sẽ có những cái màu khác nữa cho mọi người lựa. Lựa thì nó sẽ khác ở cái phần trên, phần màu, phần nhựa thôi. Còn cái phần sắt này thì nó sẽ giống nhau ở phần đây nhá. Màu sắc của nó thì nó cũng kiểu giống, hơi khác nhau phần nhựa ấy. Còn phần dưới thì nó sẽ giống nhau. Tất cả các loại này giống nhau như thế này nhá. Cái này thì mình ít thấy người ta bán hơn tại vì nó cũng không phổ biến ấy. Nó cũng không phổ biến đấy mọi người. Đây mọi người thấy rõ không?
đây nha, kiểu đây mọi người muốn ra chợ mọi người sẽ hỏi hỏi không phải là cái nạo thường đâu mà mọi người sẽ hỏi là nạo hoa quả nha mọi người ơi. Nạo hoa quả chưa hiểu là nạo hoa quả kiểu gì đúng không? Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi hết video review về một chiếc nạo hoa quả này của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo trên kênh của mình. Mọi người muốn mình review sản phẩm nào thì cũng có thể để lại bình luận ở phần bên dưới, để lại bình luận ở phần bên dưới. Mình sẽ đọc hết các phần bình luận và sẽ review theo cái nhu cầu của mọi người nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video review tiếp theo trên kênh YouTube của mình.